Con Út Tình đâu? Nhà cửa cái kiểu gì mà dơ quá như vậy nè? Út Tình. Dạ. Xách chổi ra đây tí biểu coi. Con quét nhà cái kiểu gì mà dơ hầy dơ hệt vậy nè? Ủa? Con thấy sạch mà tía, con mới quét thì đây mà. Tía nói dơ là dơ, không có cãi. Quét toàn đường cái, không có móc trong góc trong kẹt. Quét lại từ đầu. Quét xong vô đổ hết mấy chai nước mắm ra tô hâm lại rồi đổ lại vô chai cho tía. Út à, cái điệu này là không phải chờ má đi chợ về phải không con? Sao mặt mày bí xị gì, nói má nghe coi. Út của má, chuyện gì? Tía không có thương con. Sao vậy? Sao nói vậy? Tía tối ngày chỉ biết thương anh hai thôi à. Tía làm như con là con ghẻ của tía vậy á. Hở cái hả, thì tía sai con làm cái này làm cái nọ. Mà làm không vừa lòng á thì tía chửi à. Tía chửi cho con không đẻ vậy á. Tía còn anh hai á, tía có dám chửi tiếng nào đâu. Tía ghét con mà. Đừng có nói như vậy. Con với anh hai đứa nào cũng là con của tía thì sao tía ghét cho được. Nhưng mà tía thương con trai của tía nhiều hơn. Nè nghe má nói nè, nhiều khi anh hai với tía là một phe đàn ông với nhau, phải không? Cho nên tía hơi thiên vị anh hai chút xíu, chứ tía không ghét bỏ con đâu. Hai đứa đều là con của tía hết, hiểu chưa? Nè, cái gì đây? Má cho mua còn cái áo này nè. À, vô mặt thử má coi coi. Có hở dài không má? Chết à, hở dài rồi bị tía mày cắt rồi, cũng chưa sợ nữa. Bây giờ giấy mặc áo hở không? Dạ không. Thì thôi, đi vô đi thay áo tôi coi có đẹp không? Xui Gia Đại Chiến, chuyện xưa nhưng không cũ. Đón xem vào lúc 17 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên truyền hình.